Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Thủy ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chị Thủy có về một số pho mai ha, bonsai để viết ha, lắc lựa nhiều dáng thế luôn chị. Giá thì rất mềm, chỉ có vài trăm thôi. Rất mong quý vị ủng hộ chị Thủy ha. À, nồi đế luôn. Rồi, chào chị. Chào Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc ạ. À. Em tên Thủy, em ở Long Hòa, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. À. Hôm nay em về có về là được 35 cây mai phôi giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. À, em giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại của em nằm trên tiêu đề cũng là số Zalo của em luôn ạ. À. Yeah. Rồi em vào mã số 1 ha. Rồi, số 1. Rồi, chiều cao em nói là 69. À, hoành thân em nó là 19 luôn à. Một nồi đế ha. Một nồi đế luôn, bích bầu luôn nè cả nhà. Rè ưng ý hợp nhãn ủng hộ giùm em luôn à. Rồi mã số 1 này em giao lưu 550. Rồi, 550. Rồi hình thức bên em là bao sắm toàn quốc, bao ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi em vào mã số 2 ạ. À. Rồi số 2. Để em VIP luôn. Rồi chiều cao là 66. À, hoành cũng là 19 luôn ạ. À. Nó rộng co lắc nè cả nhà. Để đều bốn mặt luôn ha. Rồi mã số 2 này em cũng giao lưu là 550 luôn. Rồi 550 thôi. Cái này có bị tróc da trong này. Đấy. Xíu nha cả nhà. Hơi nhẹ ha. Đó. À, cây dựng để uống. Rồi. Rồi em vào mã số 3. Rồi lùng lực chán trực. Lùng lực chán trực luôn ạ. Để đặt kẹo luôn. Rồi em này chiều cao là 31. Hoành là 22,5 tính 22 luôn. Đế bích bậu luôn nè. Rồi mã số 3 này em giao lưu 500. Rồi 500. Rồi em vào mã số 4. Rồi số 4. Số 4 chiều cao là 75. Hoành em nó là 17. Đây đây quý vị. Đấy nè. 17 ha. Rộng co lắc tay cành đều luôn nè cả nhà. Rồi mã số 4 này em giao lưu là 500. Rồi 500. Rồi cây số 5. Chiều cao là 55. Hoành em là yếu 20 chút nha cả nhà. Để VIP ha. Đây, để đặt kẹo bích bầu luôn nè cả nhà ơi. Rồi mã số 5 này em giao lưu 550. Rồi 550. Rồi em vào mã số 6 ạ. Chiều cao em nó là 72. Hoành em nó là 23,5. Đây à, em này bị rửa một chút ha. Nha mấy anh chị. Rồi. À, nó bị tróc miếng da ha, không sao. Đây một cốt hai thân luôn. Rồi cây mã số 6 này em giao lưu chỉ có 500. Rồi 500 tay. Rất mềm. Rất mềm. À, hoành to luôn. À, lúc này nắng nó hay bị rửa da. Rồi cây mã số 7. Chiều cao là 64. Hoành là 19. Rồi, để đây quý vị. Để đây. Để đều luôn. Rồi mã số 7 này em giao lưu là 450. Rồi, 450. Rồi, 450 bao ship về tới nhà luôn mấy anh ơi. Rồi mã số 8. À, chiều cao là 75. Hoành em nó là 18 yếu miếng ha. Rồi quả trời để luôn. Một em dán trực để đều luôn. Rồi mã số 8 này em giao lưu chỉ có 400. Rồi 400. Rồi mã số 9. Chiều cao là 50. Hoành em đó là 19. Để bàn đều ha. Cái bàn đều 4 mẹt luôn, 24 giờ luôn. Rồi cây mã số 9 nè, nó bị rủa chút nha cả nhà, nó muốn liền da rồi nè. Yeah. Rồi em để giá mềm cho anh chị mình xài luôn. Rồi cây mã số 9 em giao lưu chỉ có 350 ha. Rồi 350. Rồi. Rồi em vào mã số 10. Rồi số 10. Rồi cộng co lắc đẹp nè cả nhà. Rồi chiều cao là 57. Hoành em nó là 21 ha. Đây, để đây.
Rồi mã số 10 này em giao lô 450. Rồi, 450. Rồi em vào mã 11 à. Rồi, 11. Chiều cao là 57. Và wow, chạy cái bộ đế hết lần luôn. À, quanh em nó là 18 có dư ha. Cây này bị rủa nha mấy anh chị ơi. Bị rủa ha. Nắng quá nó bị người ta con tàng nó bị tróc da. Rồi cây này em để giá mềm luôn nha. Cây mã 11 này em giao lưu chỉ có 400 ngàn. Rồi 400 không gì. Thôi đấy. Tại nó bị rỗi em giao lưu nhẹ rẻ. Rồi cây 12. Chiều cao là 56. Hoành em nó là 20 luôn ạ. Gọng co lắc. Cây này nó cũng bị hơi miếng da luôn nha mà cả nhà. Bị lỗi xíu ha. Rồi mã 12 này em cũng giao lưu là 400. Rồi 400. Rồi bọc cây 13. 13 chiều cao là 54. Hoành em nó là 20. Cụ nở nè. Rồi mã 13 này em giao lưu chỉ có 380 ngàn. Rồi 380. Rồi em bắt vào mã 14 luôn. Chiều cao em đó là 48. Hoành là 19 yếu chút nha cả nhà. Rồi mã 14 này em giao lưu chỉ có 400 ngàn. Rồi 400 thôi. Rồi cây 15. Cây 15 bị rủa nha mấy anh chị ơi. Rồi chiều cao là 60. Hoành em nó là 16 ạ. Dạ. Đây, có vết rủa hơi dài nha mấy anh chị ơi. Em cây này em để giá thiệt mềm luôn. Dạ. Rồi cây mã 15 này em giao lưu chỉ có 300 ngàn ha. 300 thôi vậy. Bao ship. Bao ship 300 bao ship luôn. Rồi, cây 16 cũng bị rủa luôn cả nhà ơi. Trời nắng này dễ bị rủa quá. Rồi chiều cao là 57. Hoành em nó là 18. Đây vết rủa. Rồi cây này em giao lưu cho mình giá mềm luôn, 350 luôn. Rồi 350 thôi. Rồi, em qua cây 17 ạ. Rồi 17. Chiều cao là 76. Hoành em nó là 22 có dư, tính 22 ha. Nồi đế ha. Nồi đế đặt kẹo luôn, đế to lực luôn ha, tay cành nè. Có tay cành đều luôn nè cả nhà. Rồi mã 17 này em giao lưu 700 ngàn. Rồi 700. Rồi em qua cây 18. 81 em dán trực thằng thông ha. Em dán trực luôn à. Rồi chiều cam nó là 65. Hoành em nó là 25 có dư. Đây đế bàn nha cả nhà. Yeah. Rồi mã 18 này em giao lưu 550. À, 550. Rồi em giao cây 19. 19 chiều cao là 48. Hoành đó là 21,5 tính 21 nha cả nhà. Cây này cũng bị rỗi miếng da luôn. Yeah. Đế đều bốn mặt luôn ha. Rồi mã 19 em giao lưu cũng có 400 luôn. Rồi 400. Hoành to giá nhỏ luôn. Rồi một em đầu đinh luôn ạ. Rồi dùng lực đầu đinh ha. Rồi em đầu đinh này hoành là 18. Cao có 17 ha cả nhà ơi. Rồi, đế đều bốn mặt luôn hen. Con xoay lùng lực. Này mình về mình chơi rin nó mấy mình ghép vô nha cả nhà. Dạ. Yeah. Rồi mã 20 này em giao lưu 400 luôn. Rồi, 400. Rồi em vào cây 21. Chiều cao là 77 á.
Hoành em nó là 19 có dư. Rồi mã 21 này em giao lưu có 350. Rồi 350 thôi. Rồi giá em đưa ra làm bao ship hết rồi nha mấy anh. Dạ. Rồi em vào cây 22. Chiều cao là 40. Hoành là 14. Rồi cây này bị rủa nha cả nhà ơi. Rồi mã 22 này em giao lưu chỉ có 250.000. Rồi 250. Rồi em cây 23. Chiều cao là 70. Hoành em nó là 19 ha. Rồi, cái này mua gì? Rồi. Cái thằng nè, thằng quái quái ha. Rồi mã 23 này em giao lưu 700. Rồi, 700. Rồi cây 24. 4 chiều cao 62. Hoành là 16. Đây, để đây, đế đây, đặt kẹo bầu luôn ha. Rồi mã 24 này em giao lưu là 380.000. Rồi, 380. Rồi. Vào mã 25. Chiều cao là 63. Hoành em đó là 21 ạ. Rồi, để đây. Kẹo ha. Kẹo bích bầu luôn. Cái đợt này lô này về là nói chung ra đế là rip luôn mấy anh chị ơi. Rồi cây 25 này em giao lưu là 400.000. Thôi 400. Giá yêu thương luôn. Rồi cây 26 ạ. 26. Chiều cao em nói là 46. Hoành em nói là 14,5 ha. Rồi mã 26 này em giao lưu là 300. Rồi 300. Rồi em vào mã 27 à. 7 chiều cao là 47. Hoành em nó là 16. Rồi mã 27 này em giao lưu 350. Rồi 350. Rồi em vào cây 28. 28. Cũng bị rủa luôn cả nhà ơi. Rủa luôn ha. Chiều cao là 45. Hoành em nó là 19. Đây đế nè cả nhà. Rồi cây 28 này em giao lưu 400. Rồi 400. Rồi vào cây 29. Chiều cao là 65. Hoành em nó là 20. Rồi, để đây. Nẹp đế bàn ha. Rồi, mã 29 em giao lưu 450. Rồi, 450. Rồi, em vào cây 30. Cây này có cánh nhánh nhắn bài nha cả nhà. À, chiều cao nó là 54. Cái độ bay của nó là 38 ha. Hoành 23 luôn ạ. Nồi đế nè. Nồi đế bích bầu luôn. Rồi mã 30 thì em giao lưu là 650. Rồi 650. Cây dán bay ha. Rồi. Rồi cây 31 luôn. Mốt chiều cao là 65. Hoành là 20. Cây này nó bị tróc mí da nha cả nhà. Vận chuyển bị tróc mí da ha. Rồi một em dán trực này em giao lưu giá mềm luôn 500. Rồi 500. 500 cho mã số 31 ạ. Yeah. Rồi cây mã số 32. Rồi 32. 32 này cũng bị rủa mí da luôn cả nhà ơi. Chiều cao là 47. Hoành em nó là 16. Để đặt kẹo luôn ha.
Rồi cây mã 32 này em giao luôn chỉ có 280 nha. Rồi, 280. Dạ. Rồi, vào cây 33. Một em dán trực luôn. Chiều cao em nó là 46. Hoành em lá 19 rưỡi. Rồi, khối đế ha. Khối đế luôn. Để nơm khối luôn. Rồi mã 33 này em giao lưu 400. Rồi, 400. Rồi em vào cây 34 ạ. Bài 34 mắt làm như mắt tre mắt trúc nè mấy anh chị. Chiều cao là 62. Hoành em đó là 20 rưỡi. Đây, mắt tre mắt trúc luôn ha. Tay cành điều luôn. Rồi mã 34 này em giao lưu 500. Rồi, 500 thôi. Rồi em vào cây 35 cũng là cây cuối clip luôn nha cả nhà. Ngồi đế luôn. À, chiều cao em đó là 89. Hoành em đó là 22 rưỡi ha. Nó có bị sẹo miếng da, bị rủa miếng da ha. Mà nó muốn liền rồi. Rồi mã 35 này em giao lưu 500 rưỡi. 550. Dạ. Rồi cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã thời gian qua xem clip và ủng hộ cho em ha. Dạ. Tiếp tục xem và ủng hộ giùm em. Chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe ha, năm mới bằng ăn phát đạt phát tài luôn ạ. Em cảm ơn luôn. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cũng mong quý vị ủng hộ cho chị thủy. Quý giá mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.